Chào cả nhà, hôm nay mình đi giao đất cho khách ở xa. Rồi sẵn chia sẻ cho cả nhà coi cho vui. Thì như cả nhà ai theo dõi video của mình thường xuyên cũng biết ha. Thì mình chia sẻ đất ở đất sạch này là đất cao cấp. Thì mình ở Thủ Dầu Một nên là ai ở gần nhà đó có nhu cầu mua đất thì cứ alo cho mình. Nhưng mà đặc biệt là nay có những vị khách ở rất là xa mà cũng tin tưởng và đặt hàng mình, thì bây giờ mình chuẩn bị đó, cả nhà thấy không, cái xe này nó rất là trâu luôn, chở 10 bao đó, cả nhà thấy anh hùng không, giữa trưa nắng, bây giờ là khoảng gần 12 giờ rồi, công an giao thông ngủ hết rồi. Nên là mình tranh thủ chở xe đất này ra bến xe, mình giao cho đi tỉnh ha. Rồi ra tới bến xe nè cả nhà. Đây là bến xe Thủ Dầu Một. Rồi đã chắc đất lên xe cho khách. Tính bán gần gần ở Thủ Dầu Một thôi, nhưng mà khách có nhu cầu ở xa nên mình cũng nhiệt tình ship luôn, lấy công làm lời cả nhà ơi.